Lời tiên tri từ tháng 9 đến tháng 12. Tất cả chúng ta đều có năng lực tiên tri. Đây là năng lực tâm linh, được hình thành do khả năng sống trong chánh niệm và thường xuyên trao dồi lòng từ bi của mình. Sống trong chánh niệm là chúng ta quan sát tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới tự nhiên, trong cuộc sống của những người xung quanh chúng ta, không bị dính mắc. Chúng ta tích hợp những bài học quý giá vào trong tiềm thức của mình. Bạn có thể quan sát, có những khoảnh khắc, bạn phản ứng rất nhanh nhạy, ứng phó rất tài tình, bởi vì dữ liệu được bạn tích hợp trong tiềm thức của mình, do khả năng sống trong chánh niệm của bạn, giúp bạn phản ứng rất nhanh nhạy, đối phó với những tình huống thử thách, vượt qua những chướng ngại một cách rất ngoạn mục, làm cho những người xung quanh bạn kinh ngạc về bạn. Đó là sức mạnh của chánh niệm. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được nhân quả trong từng lời nói hành động của chính mình và của những người xung quanh. Và khi bạn quan sát thế giới tự nhiên, bạn sẽ nhận thấy được những sự kiện đồng bộ của vũ trụ muốn nhấn mạnh cho bạn biết rằng có một điều gì đó sắp xảy ra. Bạn linh cảm được những điều có thể xảy ra. Và chính năng lực linh cảm này giúp bạn có thể chuẩn bị những điều cần thiết, giúp mình tránh xa những tai ương trong cuộc sống. Khả năng tiên tri của bạn, năng lực linh cảm của bạn phát triển mạnh ngoài việc sống trong chánh niệm, còn là việc trao dồi lòng từ bi của bạn. Bạn càng quan tâm yêu thương những người xung quanh, thì năng lực này của bạn càng phát triển. Bạn có thể cảm nhận rất sống động và rõ ràng những gì sắp xảy ra. Đây là sức mạnh của bạn. Bạn có thể tận dụng nguồn sức mạnh này để giúp cho chính mình và tất cả những người xung quanh bạn có cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng năng lực linh cảm, khả năng tiên tri của bạn. Hãy trao dồi thực hành trong chánh niệm, trao dồi lòng từ bi của bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.